Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bếp Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 4 tây tháng 4 năm 2020 nha. Và đầu tiên sẽ là đơn hàng của Nguyễn Ngọc Phương Linh 300.000 đồng. Yeah, và đó là củ keo sữa 15.000. Rồi còn có là bộ kit làm slime 30.000 đồng, 12 món. Một cái charm cầu vòng 5.000 đồng. Hai chai màu mỗi chai là 2.000. Có hương dâu nữa nè 5.000. Rồi hũ trái tim đựng slime có nắp 2.000 đồng nha. Đây, một bộ đồ học sinh, wow, rất là dễ thương luôn. Vừa áo vừa váy 25.000. Một combo sticker lụa nha, gồm có 3 cuộn băng keo nhỏ nè, và một cuộn khổng lồ, và rất là nhiều cái sticker dễ thương như thế này nha. Đây, để chúng ta trang trí điện thoại, iPad, laptop. Và nó có cái lớp kim tuyến nữa nè, rất là xinh luôn, 50.000 đồng. Còn đây là một búp bê ăn kem nha, rất là ngầu và rất là đẹp trai trong cái bộ đồ kiểu nè, 45.000. Yeah, và còn có là rong biển 8.000 đồng, giòn rụm luôn, mặn mặn ngọt ngọt, rất là ngon. Còn có là hũ kẹo charm trái tim nữa nè, đây nha, hũ kẹo charm trái tim. Đó, đẹp chưa? Còn có tên gọi đó là kẹo nghệ thuật. Đây, 50.000 đồng một hũ. Kẹo lạnh kiểu mới 18.000. Kẹo kem đánh răng 10.000. Hai kẹo Milo mỗi kẹo 2.000. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Thanh Quyên nha, đơn hàng 88.000. Và tiếp tục là một bộ kit làm slime 30.000 đồng, 12 món nha. Chiếc nhẫn gai 10.000 đồng. Đây nha, nó có 3 cái gai nè, để cho các bạn nữ phòng thân khi mà gặp kẻ xấu. Rồi còn có là một cái vòng tay nước ép nè, dễ thương không, 15.000. Xin chào Nguyễn Văn Thiện, đơn hàng 117.000. Đầu tiên sẽ là một quyển sổ bí mật nè, có ổ khóa rất dễ thương 35.000. Một vòng tay charm, đây ha, đây nè, vòng tay charm nước ép rất dễ thương 15.000. Sổ có cây bút nữa nè, cây bút đồng hồ cát nha, 5.000. Quyển sổ ma thuật hình công chúa vẽ bức tranh galaxy bằng cây đũa thần 15.000. Còn đây thì là quyển sổ nước nha, đây quyển sổ nước bên trong có nước nè, có hoa đào rơi, và còn có là một bé thỏ dễ thương nữa nha, bầu trời galaxy 17.000. Đây nè ha, đó, quyển sổ rất là đẹp luôn, như thế này nha. Tiếp theo xin chào Nguyễn Thị Thúy Quyên, đơn hàng 176.000. Hello, đây, rất là dễ thương luôn nha. Ba cây bút nè, có bạn sóc nè, bạn chuột và bạn gấu trúc trèo cây. Mỗi cây như vậy thì là 7.000 đồng. Và đây là ba cây bút dễ thương. Và còn có là một cây đất sét đây ha, 12 màu 35.000 đồng. 10 cái hũ tròn có nắp nha, 2, 4, 6, 8, 10, mỗi hũ là 2.000 đồng. 5 cái váy đơn giản này nha, 1, 2, 3, 4, 5, mỗi cái 3.000. Một bộ cọ trang điểm Hello Kitty loại 32.000. Đây nha, bộ cọ nè, đó, đóng lại như thế này ha. Khi mà chúng ta không xài thì chúng ta đóng lại rất gọn gàng, mở ra. Đó, mở ra từng cây cọ nè, thấy không, có hình ha, rất là đẹp luôn. Rồi, ở đây lại còn có rất là nhiều cái kim tuyến đặc biệt luôn nha. Đặc biệt là lớp ngoài của cái hộp nè, nó có cái độ hít hít, dính dính. À, rất là độc đáo và lạ luôn nha. Đó là một sự đặc biệt và của cái lọ cắm cái dụng cụ trang điểm này nha, 32.000 đồng. Tên, và còn có là một tập tô màu 20.000 đồng. Tiếp theo là đơn hàng của chị Giang 77.000 đồng. Đầu tiên sẽ là bộ bé nhí thời trang kiểu mới có gương và có đôi cánh thiên thần 10.000. Hai shop hình dáng của BTS và Blackpink, mỗi shop là 10.000. Bút dạ quang viên thuốc 5.000. Một cây bút chì BTS nha, 5.000. À xin lỗi nha, là BT21. Wow, và còn có là vỉ ngòi bút chì 7.000 đồng nữa nè. Đây là ngòi chì khúc. Tên tên, anh Thư ơi, để đến đơn hàng của anh Thư 278.000. Yeah, và đây là hai quyển sổ ma thuật hình của công chúa, rất là dễ thương như thế này luôn. Ở phía sau chúng ta sẽ vẽ được những bức tranh galaxy như thế này bằng cây đũa thần. Mỗi một quyển như thế này thì có giá là 15.000. Và đây còn có là bộ bếp nhôm 60.000 đồng, để chế biến những món ăn mini bằng bếp nè, nồi nè, thau nè, chảo nè, vân vân luôn nha, 60.000 đồng. Còn đây thì là 5 cây nến nhỏ để chúng ta bỏ vào bếp và chơi nấu ăn nha, mỗi cây là 2.000. Xem xem, và còn có là một cái hộp và combo sticker lụa nha, có 3 cuộn băng keo nhỏ và một cuộn khổng lồ. Ở đây thì sẽ có những cái miếng dán này ha, đó, có ánh kim tuyến rất là đẹp luôn, để trang trí điện thoại, iPad, laptop nha. Đó, 50.000. Và đây là một cái hộp bút nha, có cái quai cầm giống như một cái ví để đi chơi nè. Đó, nhìn nó rất là tiện lợi luôn ha. Đặc biệt là nó có cái nền hologram và có hình của một cô gái rất là dễ thương như thế này. Đây, nha, còn có là ổ khóa nữa nè. Đó, rất là dễ thương luôn á. Vừa có thể đi chơi, vừa có thể đi học. Đây, như thế này nha, 95.000 đồng, rất là xinh.
Ngọc Dung ơi, xin chào Ngọc Dung, đơn hàng 225.000. Và đó chính là đồ chơi rút gỗ nha. Đây, những thanh gỗ được xếp lên như thế này và chúng ta sẽ quýnh tù xì và cùng chơi xem ai là người rút gỗ khéo nhất nha. Rút mà không để cho cái này nó ngã xuống. Đó, rất là tuyệt vời luôn, 100.000 đồng. Rồi, còn có ở đây là một cái hũ bịch kim tuyến là 3 hũ nha. Ở đây bạn mua là 4 bịch, mỗi bịch là 5.000. Và đây là hai cái whisky nha. À, táo và dưa hấu, mỗi whisky như vậy là 18.000. Và còn có là vị bút dạ quang 6 màu, 36.000 đồng ha. Hình xúc xích nè. À, ai ăn xúc xích không? Xúc xích này không có ăn được nha, mà là cái bút dạ quang dễ thương. Trần Nhật Lam Tuyền ơi, đã đến đơn hàng của Trần Nhật Lam Tuyền 144.000. Đầu tiên sẽ là một cái combo kẹo 20.000 đồng nè, rất là nhiều kẹo thơm ngon. Và hãy xem đây, bạn còn mua đó là vị bút dạ quang. Đó, 36.000 nha, 6 cây 6 màu. Và đặc biệt lắm luôn, đây cho các bạn xem ha. Cái loại bút này nè, là vừa có kim tuyến nha. Đây nè ha, vừa có kim tuyến ở bên trong. Và ở khi mà mình mở nắp ra, thì cái ngòi của nó nha, cái ngòi của nó là cái loại ngòi ngôi sao. Thấy không, ngòi ngôi sao nha. Đây nè, mình có thể chấm một cái là nó ra hình ngôi sao. Đó, mình chấm một cái là ra ngôi sao ha. Đó, rất là tuyệt vời luôn nha. Cái ngòi ngôi sao nha. Cũng là 6.000 đồng. Đó, nguyên vỉ là 36.000. Rồi bạn còn có mua đó là cát động lực 10.000 đồng siêu mềm luôn nha, không dính tay. Rồi bạn còn có đặt đó là một cây bút nước 15.000, một hũ slumber. Đây ha, được tặng kèm theo là charm tip nè, rất là đẹp luôn. Và cả tặng kèm theo borax nữa nha, 30.000 đồng. Đây. Trần Thi Thi ơi, đã đến đơn hàng của Trần Thi Thi 163.000. Đầu tiên sẽ là bạn búp bê mắt đá nè. Đó, khuôn mặt rất là xinh luôn ha, mặc một bộ đồ học sinh. Tóc thì là màu vàng xoăn nhẹ, có khớp nha. Chỉ có là 35.000 đồng. Đây, cặp mắt long lanh. Ôi, đôi dép của ai mà xinh quá. Màu vàng nữa nha. Đây, nhìn ý như thật luôn. Và đó là một cái móc khóa đôi dép. Đây, một cái móc khóa đôi dép ha. Cưng không? 20.000 đồng. Rồi, còn có là hai bịch móc, mỗi bịch 3.000. Một cái tủ hồng 72.000 đồng nha. Sẽ có là tủ treo đồ này, bên trong có móc. Rồi, những cái hộp nhỏ để chúng ta để những cái phụ kiện nhỏ nhỏ cho búp bê. Và bên đây là một cái bàn trang điểm nữa. Nguyên combo này là 72.000. Và tiếp theo là đơn hàng của mẹ Nga, tặng cho bé Su và bé Ti, đơn hàng 214.000 nha. Đầu tiên sẽ là hai cái gom tủ lạnh cho bé Su và bé Ti, mỗi bé một cái này nha. Đó, mỗi cái là 5.000. Rồi đến là lắc tay Ấn Độ, cũng có hai cái luôn, mỗi cái 5.000. Rồi đây ha, mình sẽ cùng đeo thử vô cho các bạn biết nè. Nó có cái chiếc nhẫn thì mình sẽ xỏ vô trong cái ngón giữa ha. Rồi, hai đầu hai bên nè. Đó, mình sẽ móc nó qua cái đây nè ha, cái phần dài nè, mình móc qua bên đây. Đó, rất là dễ thương luôn, chỉ có là 5.000 đồng một cái thôi nha. Và còn có là hai cây thước nước cá heo, mỗi cây là 9.000 nè, rất dễ thương. Hai cây bút chì dẻo nữa nha. Đây, siêu dẻo luôn, mỗi cây là 5.000. Rồi còn có là hai cái đồ chuốt bút chì bồn cầu Hello Kitty nha. Đây, rất là dễ thương. Mỗi cái như vậy thì là 7.000 đồng. Và còn có là hai cây bút hoa đổi màu nha. Đây, mỗi cây như vậy thì là 7.000. Wow, quá lung linh luôn. Và đây là cây bút nước nha, mỗi cây là 15.000. Và cũng có là hai cây cho Bessu và Betty. Còn có là sổ ma thuật nữa nè. Đó, hai quyển sổ ma thuật có hình của công chúa dễ thương nha. Để chúng ta sẽ vẽ ra những bức tranh galaxy bằng cây đũa thần. Mỗi quyển như vậy thì là 15.000 đồng. Tên, còn đây thì là một cái quyển sổ. Đây, quyển sổ bí mật ha, nó có ổ khóa nè, 35.000 đồng nha. Vũ Tiến Dũng ơi, để đến đơn hàng của Vũ Tiến Dũng 130.000 đồng. Khen, và đây là hai căn nhà búp bê mini, mỗi căn như vậy thì là 45.000 nha. Đây, nhà này ha, có mặt trước rồi có mặt sau. Đó, hai cái mặt nè ha, nó sẽ khác nhau nè, một cái cửa ở chính giữa, một cái là cửa ở bên hông nha, như thế này. Và điều đặc biệt, nó có rất là nhiều đồ dùng trong căn nhà luôn, từ là bàn ghế nè ha, kệ bếp nè, rồi tivi nè, đó, đèn ngủ nè, nói chung là rất là nhiều, bàn này nữa nè. Đó, nhiều là nhiều luôn nha. Và nguyên một bộ như thế này chỉ có là 45.000 đồng thôi. Hello, Phạm Đinh Khánh Linh, đơn hàng 300.000 đồng. Đầu tiên sẽ là đôi bông tai, rất là cá tính luôn nha. Bông tai hạt gỗ nè, đó, nhìn rất là ấn tượng luôn nha. Ở phía trên thì có đá nữa nè, 15.000 đồng. Tiếp theo thì còn có là bông tai cherry, cũng là 15.000 đồng. Một đôi bông tai cherry toàn ten như thế này nha.
Đây, lung 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 linh không các bạn ơi, xem này nha, có cái hình thoi, cái nơ, cái ngọc trai và đá ở phía trên. Tất cả đều rất là đẹp luôn như thế này và đôi này chỉ có 15 ngàn. Tiếp theo thì còn có là đôi bông tai, nơ và chùm ngọc trai ở phía dưới rất là cá tính và ấn tượng cũng chỉ có là 15 ngàn. Tiếp theo thì là một cây son cherry rất là thơm nha, màu rất là tươi như thế này và nó có giá là 40.000 đồng. Còn đây thì là cái lắc tay Ấn Độ nha. Đây, lắc tay Ấn Độ 5.000 đồng, rất là dễ thương. Chen chen chen. Còn đây thì là một cái hộp bút nước rất là dễ thương nha. Có hình của quả chanh ánh hologram nè. So bàn tay của mình với lại cái hộp bút này ha. Bên đây rõ ràng nó rất là nổi bật luôn. Đó, chiếu chưa. Còn có nước và kim tuyến ở trong một cái hũ như thế này nữa. 70.000 đồng một cái hộp bút đẹp như thế này. Xanh, trời ơi. Đùng 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 đùng. Đó, và đây là một cây súng nha. Đây, hai cây súng này là 85.000 đồng. Có pin kèm theo này nha. Đây ha. Súng này rất là ngầu luôn ha. Nó có ống ngắm rồi luôn này nha. Đây. Xin chào bé Kitty. Để đến đơn hàng của bé Kitty 213.000. Và đây, đó, đầu tiên sẽ là búp bê cặp đôi, rất là dễ thương luôn như thế này nha. Anh Ken và búp bê mắt đá nè, rất là xinh. Mặc áo cặp nè, đó, có hình bạn chó đang ôm khúc xương. Đó, tím hồng ha. Hoa rất là xinh luôn, có khớp nữa nè nha. Đây ha, có khớp, có giày và rất là xinh đẹp như thế này. Một cặp như thế này là 80.000 đồng nha. Vừa có búp bê lại vừa có là bộ đồ cặp rất là xinh đẹp như thế này nữa. Và đây là một cái sổ ma thuật nữa nha. Có hình những nàng công chúa rất là xinh đẹp để vẽ bức tranh Galaxy bằng đũa thần. Cây quyển sổ này là 15.000. Chai hương dâu thì là 5.000. Rồi còn có cái váy 3.000. Và đây, đó, một cái combo sticker lụa nha. Có 3 cuộn nhỏ, một cuộn khổng lồ và rất là nhiều cái hình dáng lấp lánh đẹp như thế này để chúng ta trang trí điện thoại, laptop, iPad nha. 50.000 đồng. Yeah, dễ thương không? Và đây là hũ slime nhũ nè. Đó, ánh nhũ và rất là đẹp luôn, 30.000 đồng. Phạm Thanh Anh ơi, để đến đơn hàng của Phạm Thanh Anh 140.000 đồng. Và đó chính là bộ kit làm slime 30.000 đồng, 12 món làm được 5 loại slime khác nhau. Và còn có là 5 viên kẹo Milo, mỗi viên là 2.000. Một bộ trang điểm đồ chơi nha. Đây là bộ trang điểm, cái rương trang điểm nè, 60.000 đồng ha. Cũng có son, có má hồng, phấn mắt đầy đủ luôn nha. Và nó còn có là cái đây, cái rương này ha. Ở phía dưới của cái rương, đây chúng ta mở lên. Wow, còn có nhiều báu vật bên trong như ổ khóa, kẹp đồ nữa nha. Rất là đẹp luôn. 60.000 đồng. Đây. Lữ Hoàng Trâm Anh ơi, đã đến đơn hàng của Lữ Hoàng Trâm Anh 297.000. Đầu tiên sẽ là một em búp bê mắt đá nè, khuôn mặt rất là xinh luôn. Mặc váy bạc nha, có nơ nè. Rồi váy xếp ly caro, có khớp, tóc vàng, 35.000. Một cái tủ năm học nha, đây là cái tủ năm học nè. Trời ơi, rất là nhiều cây luôn nha. 45.000. Kẹo nước ngọt, quá đẹp luôn nha. Kẹo nước ngọt là 4.000. Một sổ hình dáng sticker loại 10.000. Và bên trong thì nó sẽ có những sticker dễ thương như thế này. Wow, có sticker của dâu nữa nè ha. Rồi có cả là cái phông nền nữa nha. Đây, 10.000 đồng ha. Phông nền rất là đẹp luôn. Chúng ta khỏi cần phải vẽ phông nền. Rồi còn có là cái váy này nha. Đây, váy tiểu thư có ren và có hoa nữa nè, 16.000. Một bộ bếp nhôm nha. Đây là bộ bếp nhôm 60.000 đồng. Có bếp, có thao, có nồi, có vân vân luôn. Như thế này là 60.000 để chế biến những món ăn mini dễ thương. Wow, và còn có là một combo đồ dùng búp bê 87.000 đồng nha. Đây, combo này 87.000, tiết kiệm 20.000 cũng như tiết kiệm thời gian và tiền điện thoại đặt hàng ha. Có tủ nè, có bàn, có ghế. Rồi chúng ta sẽ có là mắt kiến, phụ kiện, đây vân 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 luôn nha. Như thế này 87.000. Và tiếp theo là đơn hàng của mẹ Quyên tặng cho bé Quỳnh Anh, đơn hàng 230.000. Đầu tiên sẽ là một cây bút chì hình thỏ dễ thương 5.000. Rồi đến là cây bút chì gương ha, cũng là 5.000. Có hai cái hình dáng nha. Đây, hình dáng sticker có cây phép thuật nè, đẹp chưa. Đó, mỗi một cái như thế này thì là 10.000. Có 3 bịch giày nha, mỗi bịch là 5.000. Đó là 10 cái váy đơn giản nha. Đây, chúng ta cùng đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mỗi cái 3.000. Một tập tô màu, đó, nhiều là nhiều, 20.000. Gom sọt rác nha, đây ha, gom sọt rác rất là đẹp luôn. Bên trong lại có rất là nhiều gom trái cây, 5.000. Còn đây thì là cái bàn nha, đây cái bàn này là 7.000 đồng. Ghế thì 4 cái ha, mỗi một cái ghế như thế này thì là 5.000. Còn đây thì là anh Ken, đây anh Ken trong bộ vest nha, có khớp là 35.000 đồng. Rồi đến là mắt đá, đó, mắt đá nè, khuôn mặt rất là xinh, tóc vàng, bộ đồ lấp lánh và đẹp, cũng có khớp luôn là 35.000.
Xin chào Như Phúc, đơn hàng 382.000. Đầu tiên sẽ là combo sticker lụa 50.000 nha, có 3 cuộn băng keo nhỏ, rồi một cái cuộn lớn nè, cuộn khổng lồ nè. Rồi ở đây sẽ có rất là nhiều cái sticker này nữa nha. Đây nha, nó có kim tuyến lấp lánh để trang trí điện thoại, iPad, laptop, rất là đẹp luôn, 50.000. Yeah, còn đây là combo đồ dùng búp bê 87.000, tiết kiệm 20.000 khi mua combo này. Có bàn nè, ha, ghế nè, rồi tủ nè, cài tóc nè, rồi tập sách rồi nữa, vân 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 luôn ha. Tiết kiệm 20.000, tiết kiệm cả thời gian và tiền điện thoại đặt hàng, cho nên nó là một lựa chọn siêu thông minh. Và còn có là tủ hồng nha, đây là tủ treo đồ có móc nè, rồi những hộp nhỏ để mình đựng phụ kiện á. Còn bên đây thì là cái bàn trang điểm ha, nguyên một combo như thế này là 72.000 đồng. Có hai cái laptop nha, mỗi cái 5.000. Yeah yeah, nguyên một vỉ tiền luôn nha, vỉ tiền mini một vỉ như thế này là 40.000. Đồ bơi, đây đồ bơi là 7.000 đồng nha. Và còn có là kệ tivi nè, đây một cái tivi có loa đầu đĩa âm thanh để cho bé bé giải trí nha, trong những ngày không đi đâu, đây 38.000. Có giày nữa nè, 5.000 một bịch. Rồi một cái lúp cô dâu 8.000. Và một bộ đồ cho anh Ken đi chơi nha, áo có nón nè là 30.000. Tiếp theo thì là đơn hàng của bé Tina 180.000. Bạn đặt là ba cái váy cổ trang, nhưng hiện tại là váy cổ trang đang hết nha, shop nợ bạn, khi nào có thì shop sẽ bỏ vô gửi cho bạn nha. Chút nữa hàng về là shop sẽ bỏ vô và gửi cho bạn nha, bạn yên tâm. Tiếp theo là đơn hàng của bạn An Thi 420.000 đồng, cũng nợ một cái váy cổ trang, shop có đánh dấu rồi nha. Chút nữa hàng về shop sẽ bỏ vô cho An Thi, hàng đến nhà sẽ có đầy đủ nha. An Thi được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nha. Còn đây là bộ đồ đi làm mini của anh Ken 30.000 đồng. Còn đây thì là anh Ken nè, đó anh Ken trong bộ vest đen ha, có khớp nha, 35.000 đồng. Và rất là nhiều đồ của Shark nha. Đây là shop hình dáng của Shark 10.000, vòng tay 15.000, rồi đến là vòng cổ cũng là 15.000. Một cái bịch mắt này á thì là 25.000 đồng, tất cả đều là của Shark. Và còn có cả là combo của Shark nữa nè. Combo này là 80.000 đồng ha. Chúng ta xem thì sẽ có là cái thẻ hình. Đây ha, thẻ hình. Ôi cái này nó bị lỗi rồi, shop sẽ đổi. Rồi có hình dáng luôn nè, cũng có vòng tay và vòng cổ nè ha. Rồi còn có là một cái bút quạt của Jack nữa nè, thời khóa biểu nè, và có bịt mắt luôn nha. Và đây ha là cái móc khóa trong combo nè. Rồi còn có là combo kẹo 20.000 đồng, rất là nhiều loại kẹo thơm ngon. Yeah, còn có là combo đồ dùng cho búp bê 87.000 đồng nha, tiết kiệm 20.000, tiết kiệm cả thời gian và tiền điện thoại đặt hàng. Có bàn nè, ghế nè ha, và rất là nhiều cái đồ mini luôn ha, từ cài tóc, móc, váy, rồi túi xách, giày, tiền, lúp, đó, giá đỡ, tập sách, vân vân luôn nha. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 4 tây tháng 4 năm 2020 nha. Đó, bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 hoặc là nhắn tin Zalo, Facebook Béo FGP 0937899707. Bạn nào muốn thay đổi đơn hàng thêm bớt hàng cũng vui lòng gọi 0937899707 trước 9 giờ tối nha, trước 9 giờ tối của ngày hôm nay, ngày mà có video nè. Đó, vui lòng không nhắn tin, bởi vì nhắn tin là có khi shop đập không có kịp thì mình sẽ bị trễ, gửi hàng đi rồi mình sẽ không thay đổi được nha. Đó, còn bây giờ thì bye bye, chúc các bạn và gia đình dồi dào sức khỏe, luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống.